Rồi quay trở lại với cửa hàng xe máy Thái Bảo. Anh chị ơi, hôm nay lại về nữa nè, ngập tràn ở đằng sau luôn. Lan xuống thường xuyên, vô ra thường xuyên, chia sẻ với khách hàng thân mến của mình nghe. Quá trời, chú không ra sau review cho anh chị những dòng xe cũng là hợp thức, quá quá hợp của hôm nay nghe anh chị. Mến chào cô chú anh chị cùng các bạn và các em nhỏ trở lại với kênh YouTube xe máy Thái Bảo ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chúc phúc đến quý anh chị bà con cô bác mình trên mọi miền đất nước. Một năm mới, nói chung là quả Tết Tây, một năm cũ quả Tết âm lịch. Này, an khang thịnh vượng, hạnh phúc bên gia đình cùng người thân. Nói chung trong cuộc sống cuối năm, gặt hái được nhiều thành công. Và quay trở lại với hàng xe máy Thái Bảo thì thưa anh chị là bên em bán xe máy cũ, máy cỏ, thập cẩm, tầm trung đã qua sử dụng một vài triệu đến vài chục triệu để hỗ trợ anh chị em mình trên mọi miền đất nước. Nói chung là đi làm công ty, công trình, công nhân, văn phòng, đi dung, đi tôm, nói chung là tất cả để phục vụ anh chị được, được hết, học sinh, sinh viên, nói chung chia sẻ được hết tên. Và trở lại với cái hàng xe máy Thái Bảo như thường lệ, anh chị mua xe cũ vẫn được tặng 3 món quà gồm một cặp kiến hậu, một bình nhớt và một cái bảo hiểm xe máy. Và đặc biệt trong dịp cuối năm này, em đương sale xả và giảm giá rất nồng nhiệt cho anh chị để thu hồi vốn. Anh chị mình nhanh tay nhanh chân chọn một con xe nào để cuối năm mình đi về quê thăm ông bà, hoặc là sang năm mình có công việc đi làm, nói chung là hợp thức quá hơn, có chiếc xe phương tiện đi lại. Thì bên em cuối năm thì trước sau khi tặng quà cho anh chị thì bên em vẫn có hỗ trợ thêm tặng quà Tết cho khách hàng thân mến của mình. Thì mỗi một chiếc xe em tặng một phần quà, mà kể cả những anh chị nào mà đã mua xe cửa hàng xe máy Thái Bảo hiện nay không mua, anh chị cứ ghé cửa hàng, anh chị cứ ghé cửa hàng nhận quà, em phải chia sẻ với anh chị rất đàng hoàng, chỉ cần có giấy cửa hàng của em và là em hỗ trợ cho anh chị mình chia sẻ cái dịp cuối năm nay. Và đặc biệt bên cửa hàng xe máy Thái Bảo bán xe cũ nhưng có bảo hành, thưa anh chị, xe trên 10 triệu lại bảo hành 1 năm, dưới 10 triệu bảo hành 6 tháng, ăn bậy không nói bậy, không làm bậy. Và trong lũng bảo hành thì bên em nói chung bán hàng thì có bao ship xa cho anh chị luôn nghe. Bao ship xa cho anh chị yêu mình. Anh chỉ cần mua một chiếc xe mà trên hình ảnh Zalo thì em quay trên cái YouTube này nó không được rõ chi tiết lắm vì số lượng xe nó khá nhiều. Anh chị mình mà một khi mà đã chọn một chiếc xe nào mình ưng ý và mình thích thì anh chị kết bạn Zalo cùng em, hai số trên màn hình. Anh chị nói rõ nội dung cho em cái chiếc xe đó như nào, em sẽ chụp hình chi tiết xong xuôi làm việc với anh chị rồi gửi về địa phương cho anh chị. Chỉ cần anh chị chuyển cọc cho em 1 đến 2 triệu đồng là xe đã tới địa phương cho anh chị. Và bên em là có hỗ trợ trả góp cho khách khách hàng của mình. Ví dụ anh chị làm ưu tiên công nhân này, tuổi từ 20 tới 55 này, em hỗ trợ trả góp 0 đồng. Nhận ngay xe và đăng ký xe tại cửa hàng. Chỉ cần anh chị không nợ xấu, hỗ trợ chia sẻ hết mình với khách hàng thân mến của em. Và đặc biệt thì bên em á là luôn luôn trong dịp cuối năm em bán giảm giá rất mạnh, ở đây em tặng quà. Rồi tặng quà cuối năm không phải mình neo cao để giảm giá mà để tặng quà cho anh chị mà lấy cao để tặng quà đâu, không, em vẫn giảm bình thường. Và trong lúc em quay cái YouTube này thì nó nói chung là có sơ suất lỡ lời một tiếng nào thì mong quý anh chị thông cảm chia sẻ cho em. Còn lĩnh vực mua bán hàng thì ở đây em diễn tả xe cho anh chị xem qua thì không để anh chị phải thất vọng một khi anh chị bỏ một ngày công ở xa từ Tiền Giang, Long An anh chị tới đây mà chiếc xe em diễn giải trên cái trang YouTube không được thực tại thì anh chị rất buồn lòng và thất vọng vì em. Thành ra em phải cố gắng khắc phục hết mình và những cái gì trong chiếc xe cũ này em tận tình chia sẻ cho anh chị luôn và luôn luôn bảo hành tận tâm với khách hàng thân mến của mình. Nhiều khi trong cái xe cũ, thưa anh chị, không phải cái xe cũ mà mình gọi là bảo hành là cục máy thôi, chứ còn như là cái bình điện nhiều khi cũng bị sơ suất lâu ngày, cũng bị hư đổ dây rồi mất không có, nhưng em hoàn toàn đều khắc phục hỗ trợ cho anh chị hết, chứ không phải em bỏ công giữa chợ bán hàng là như vậy theo nguyện vọng lương tâm của em. Và trở lại với cái hàng xe máy Thái Bảo thì không quên một cái địa chỉ khá thân thuộc cho quý khách hàng của mình, đã có 20 năm tại Thủ Đức này, số nhà 60 đường Bình Chiểu, khu phố 3 phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, bây giờ là thành phố Thủ Đức, và ba số điện thoại em đã ghi trên màn hình. Và con đường bên này là một đường khá thân thuộc, anh chị đến từ đâu ta, anh chị yêu mình đến từ đất Tây Ninh xuống này Sài Gòn ra rồi Đồng Nai lên miền Tây lên, anh chị hãy đến ngã tư Gò Dưa hoặc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức trên quốc lộ 1A, cách cửa hàng em 700m, nếu không biết đường vô em tận tình đi đón anh chị. Mà quay trở lại bên này là một con đường cũng gần gũi với anh chị mình luôn, anh chị đến từ Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đà Lạt, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, anh chị đến ngã tư 550 về ngay cho bệnh viện quân đoàn 4 là bệnh viện bộ đội đó anh chị, chạy thẳng ra đi đường Bình Chiểu là một cây số, em nằm bên trái. Nếu anh chị không biết đường em sẽ tận tình đi đón anh chị như thường lệ. Và địa chỉ của em thì anh chị biết rồi, 60, nhưng em nằm trên đường Bình Chiểu gần trạm y tế phường Bình Chiểu nghe, thưa anh chị. Thì cảm ơn chương trình để chào hỏi khách hàng thân mến của mình thì em cũng vặn lần tri ân đến quý anh chị. Và hiện nay thì em sẽ chia sẻ cho anh chị mình những chiếc xe mới về, không để anh chị chờ lâu nữa, hãy theo chân em và chia sẻ những chiếc xe thân thuộc và thân thương để anh chị chọn mà đi là công việc. Bây giờ rồi. Rồi, câu review đầu tiên cho khách hàng thân mến của mình, ta bảo review cho anh chị một chiếc xe
review này là 60F1 thành phố Biên Hòa 3818, số cũng khá đẹp, một con Vision màu đỏ là phiên bản đời giữa nha anh chị. Xe không tày trước, mới đem về vừa rửa mới nước lạnh luôn. Xe này em chia sẻ anh chị cái giá 19.500 cái máy cực kỳ. Em bán hàng bảo hành cho anh chị 1 năm như thường lệ nghe. Không tày trước, có một vài chấm nhỏ nhưng xe rất đều và khá đều anh chị. 19.500 cho em Vision em mua còn không có. Hôm nay em chia sẻ mở màn đầu tiên chị luôn. Xe đẹp nghe, em chưa rửa, em chia sẻ thì rửa rất là đẹp. Em nói nó thẳng xe là thẳng xe. Rồi đi đường sau đi tới đằng trước đi luôn. Thì em có một chiếc xe này gọi là chiếc Akuyo. Con này em bán tại cái hàng cho anh chị là 15 triệu. Con xe này đời cao anh chị, khá đẹp nghe, màu xanh. Một vài chấm trầy thì cũng có thể có nghe anh chị, chứ không phải gọi là nó mới 100% được, vì xe cũ là mua mới là 38 triệu. Mà bây giờ anh chị cứ chia sẻ với em nó còn có 15 triệu thì lỗ đi 23 triệu rồi. Lỗ 23 triệu chiếc xe này yên bọng còn hết nghe, vàng long vàng lá ok anh Z. Em báo giá mới cho anh chị luôn 38 triệu, máy cực em, bảo hành chị 1 năm, vận hành tốt. Nói trong chiếc xe nào thì em cũng nói thật lòng. Ở đây em ăn bậy không nói bậy không làm bậy, em diễn giải diễn tả cái nào cho chính xác để anh chị mình khỏi thất vọng. Còn cái chuyện mua bán thì sơ suất rủi ro xảy ra thì mong anh chị cũng chia sẻ chứ làm sao nghề xe cũ em đâu có rút trong cái xe mà em chuông đâu nè, em chuông quanh kia đâu đúng không anh chị. Đây một con đây Alex đầu bò 11 triệu anh chị, mà thậm chí bên anh chị tới cửa hàng em chưa dọn dẹp nghe, nó có tày trước một vài đốm nhỏ nghe anh chị. Đây một vài đốm nhỏ có tày trước chứ không gọi là mới ken như máy cực em đó. Em chia sẻ cho anh yêu mình con này với cái giá là 11 triệu mà tới cửa hàng để cho anh chị 10.5 đó. Tem 3D máy zin nghe, đầu chưa rớt, xe có tài nhẹ, vỏ bánh trước sau dày cua vận hành tốt, nó trong xe thẳng tưng. Nên anh chị xích chia sẻ, em chia sẻ cho anh chị 10 lên đây. Bên này tài thắng nó bị xà cánh nhạn nên là hai cái kêu xà cánh nhạn là chia sẻ anh chị luôn. 10.5 cho em Alex đầu bò tem 3D phiên bản đặc biệt chìa khóa lớn. Rồi chia sẻ cho anh chị. Và tiếp theo anh em về một con này, một con SH 2016 125 mua Phật, xe như xe mới anh chị ạ. Anh chị có ốc nháy của nó nè. Đó. Rất mới, vỏ bánh thì không bàn cãi, chiếc xe khá thẳng, một con SH màu đỏ 125 khóa xì mít cây đời 2016. Em bảo anh chị chính xác đời 2016 ngày khóa xì mít cây. Đó. Rồi, tiếp tục cho anh chị mình luôn. Đó. Quá cần thẳng, quá chân trời đất đẹp luôn đó. Em dám cam kết giá cả thị trường hiện nay, em bán anh chị con này số Bình Dương giấy Phú Giáo nghe anh chị, 56 giảm 2 còn 54 triệu, xe quá thẳng luôn anh chị ạ. Thẳng thiệt luôn, anh chị coi chân giò ốc nhái này, vỏ bánh trước sau chế thác 50 mấy thì chứ phải 5 triệu mấy đâu anh chị. Nhìn cái xe thì con không cầm lòng được vì độ tốt chất của nó. Rồi HMO, xin biết anh chị, sau khi HMO thì chở qua SH ý này thì em nói anh chị rồi, nó bằng một con SHMO thôi. Nhưng mà con này đúng 207 anh chị, xe nhập ý nghe, FI phun xăng điện tử, không một đầu nghe anh chị, không một hai nghe, là đúng 207, đăng ký là 208, 59V2. Chiếc xe này là đầu có chạm, máy giữa chưa trẻ nghe anh chị. Vàng long có bán dặm cho đẹp đó, vì xe này em dọn vô rất là nhiều tiền, kể cả dòng này xài nước mát anh chị. Mình chia sẻ cho anh chị con xe nào đi chẳng đàng hoàng tới nhất tới nơi rồi, mình nói chung là làm ăn thì nó họ kêu là tâm tính tày đất không thái chứ hại người là hại ta. Trên đời này bán hàng mà anh chị làm cái gì cũng vậy, gieo cái gì thì gặt cái đó. Mình thử nguyện vọng lương tâm của em bán hàng, em chia sẻ cho anh chị hết lời hết tin. Những người bán xe cũ như em là cái thứ làm dâu tâm họ, hay bị người này nói người kia nói, nhưng trên đời này không ai thương mình hết đâu. Thì anh chị nào quý em thương em, hãy nhớ đăng ký cho em một like trên kênh và chia sẻ. Em không dám biểu anh chị phải đăng ký kênh cho em, nhưng anh chị thích Thái Bảo, anh chị thích chiếc xe nào đó, anh chị cứ chia sẻ với em là anh chị mỗi lần lên sóng là anh chị biết nhận ngay một chiếc xe của mình để gọi đi lại là phương tiện. Và đây một con filter, anh chị coi được không, đây một con filter FI phun xăng điện tử, cái gì bánh mâm gì mâm chiên. Xe thì nói chung là theo năm tháng đi qua thì nó không có gọi là mới ken xà beng. Ở đây em không có làm dùng cà na, dùng bách, dùng dầu xịt để đánh lên cho chị thấy mới, không có. Nó có sao là như vậy. Bánh mâm chiên nghe, FI phun xăng điện tử. Vì hàng này em về bao nhiêu chiếc em bán hết bao nhiêu chiếc mà. Nhiều khi hàng còn không có để mua nữa. Đây, con này 64 Vĩnh Long này, 18 triệu 500 nên bán cho chị mình 17 triệu. Mà tới cửa hàng em giảm thêm anh chị 500 là còn 16 năm. Giảm giá vẫn tặng quà. Vẫn tặng quà Tết, vẫn tặng quà theo xe. Có cho anh chị mình đầy đủ hết nghe. Đó, một con filter. Rồi. Black bắt L đây anh chị ơi. Đây con Black đẹp, em nói không một miếng trầy luôn anh chị ơi. Đó, nó mới cỡ đây anh chị. Quay Black cực mới, cực đẹp nghe. Đầu chưa rớt, máy tinh nổ như chó thở, như nồi nước sôi luôn. Xe này xuống dốc không nổ cũng chạy nên chị nghe, mà đang dốc không nổ rồi đẩy đó, em nói thiệt. Nhưng mà chắc là em đưa ra thì nói vui vui miệng với anh chị thôi. Xe đi mất 20.000 chứ xe nó quá chuẩn. Nên người ta biết đi là biết giữ xe. Đó, quay Black này thì cực đẹp rồi, em nói thẳng thì nó thẳng, không có nói cụ công. Ở trong này còn chưa rửa mới nước lạnh, nắp bình xăng còn mới chốt. Đồ rất là mới luôn nghe anh chị yêu. Rồi sau một con Black tuyệt đẹp, anh chị sẽ chiêm ngưỡng một con Accenter 100
một trăm mạch 150 à, nhưng em trừ đi 100 là còn lại 50 thôi anh chị. Accenter 50, nói chung một càng bọc keo nguyên con, xe thẳng tưng, dùng cho anh chị nào không có bằng lái, những em học sinh sinh viên, xe khá thẳng nghe, tuyệt vời ông mặt trời luôn chị ơi. Không phải là khen đâu, không phải của mình lúc nào cũng đẹp, nhưng mình có cặp mắt để thẩm mỹ mà nhìn nhận nghe anh chị. Đây 63AN, con này em bán chị 9,5 triệu tại cửa hàng. Anh chị coi con xe rất chắc, mua mới là 20 mấy triệu cho con Detect Đài Loan này nghe anh chị, chính xác 150 trừ 100 còn 50, nhắc anh chị nhớ giùm em chia sẻ với em con này. Và kế bên này là em có một con Future Neo GT, nhân lên vàng áo, nói chung như lên Future X hết toàn bộ. Tại vì anh chị thích, khi mua xe này em chia sẻ tặng cho anh chị một bộ áo GT theo con xe này, nếu anh chị thích thì anh chị lấy về làm. À, còn con này là người ta dị dụng rất là dữ, đi vàng áo Future X nè, ốc nhá anh chị coi nè, đi phục CBR nè anh chị, từ trên tới dưới nghe, máy móc em ru vàng long rất chuẩn nghe, anh về anh thay luôn, đồng hồ Future X nghe anh chị. À, là chính xác vậy. Còn anh chị thích thì trên em đưa vàng áo GT anh chị về, thả xuống áo GT, xe thẳng băng mâm chiên, đầu cổ máy móc em ru nghe, không có tiếng động luôn anh chị. Đó, Future X tiệm nó fix triệu. Từng mỗi một con ốc chiếc này nói chung là cực thẳng nghe anh chị, chứ không phải cái thứ mà gọi dập dập đứt đầu đứt đuôi đó. Em bán hàng thì cái nào em chia sẻ anh chị chính xác theo cái đó luôn. Ốc nhá anh chị coi. Rồi 53X2, con này em bán chị 26,5 triệu tại cửa hàng. Anh chị mua em cặn đính kèm theo bộ áo GT zin của nó, đồng hồ điện tử nghe anh chị. Và em về một con Alex thì nẹp xe cuối 2011 luôn anh chị, đăng ký 2012. Thì con nẹp xe anh chị cũng biết rồi, mâm 6 cây. Nói chung máy móc cực chuẩn cho con AB nẹp xe 2011 đời cuối của Hoàng Bảo 2010. Này anh chị coi chia sẻ với em nữa. Nói chung xe không lỗi không trai, nói chung theo 5 tháng rất là đều, 59i2. Con này em bán cho anh chị 19,5 triệu. À, nó rất đẹp nha anh chị, không có thứ dập dập đâu. Em bán bảo hành chị 1 năm, chia sẻ với em theo bảo luôn. Con nào được em sẽ chia sẻ cho anh chị yêu mình. Đó, như con này thì anh chị cũng biết rồi, bô chưa bắn anh chị, gấp ghiếc rất đẹp, ốc chân của bô còn nòng súng cho anh chị luôn. Nẹp xe đúng nẹp xe, không có lên nẹp xe cái nào lên, em nói lên cặp kiến còn theo xe từ hồi xưa người ta đi rất là kỹ. Và sau khi qua một câu này rồi, anh chị quay lại với một con Suzuki FI. Hôm nay hàng không có, em cố gắng cái bụng xe chuẩn, máy chiên đầu chưa rớt. Con Suzuki FI này không lỗi nghe anh chị, không lỗi một miếng nghe. Đây cái yên có rách một chút xíu anh chị, anh chị thích em hỗ trợ cái yên là cho anh chị. Còn dàn lông không trầy, cái cản có một vài đốm trầy nhỏ, không thể tránh khỏi sự trầy cái cản thôi. Thì xe cũ mà. Đây 61E1, em bán cho anh chị con này tại cửa hàng là 12 năm này. À, em không cần lợi nhuận cao, chia sẻ vì con sáng đẹp, máy chiên. Em nói dàn chân dàn ốc không xét không là mình nếm một miếng nào. Chứ không phải cái thứ dập dập xét xét, em ở dưới anh nhìn con những cái nó gắt giò gắt chân, anh chị coi nó thẳng tưng, nó không có xét. Thì em nói thì anh chị là cái nào ở trên đẹp phải dưới phải đẹp, đẹp 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 đồng bộ thì mình nói chung mới gọi hợp thức quá. Và đây là một con SH Modern, gọi là mô cao màu đỏ, xe đẹp, xe này khá đẹp rồi, đẹp nhất chuồng á. Đó, chia sẻ anh chị một con H Modern gọi là mô cao. Rồi 59K1, xe quận 6 thưa quý anh chị, xe 9 nút nè. Con này 43 triệu, em giảm cho chị này còn 39,5 triệu cho một con H Modern. Không lỗi, không trầy. Vàng xám thì chỗ này người ta treo đồ, có cả qua cả lại thì có cái màu, như em xịt miếng dầu cho anh chị không thấy đâu. Nhưng em sẽ chỉ chi tiết rõ ràng cho anh chị mình cùng tham khảo chia sẻ với một em H Modern. Mà sau lưng em thì có một con Accenter 6500 cây số anh chị. Thì anh chị cũng biết cái xe 6500 thì nó như thế nào rồi. Thì cái giá cả của con này á, thì em cũng nói thiệt anh chị á, chia sẻ cho em luôn nè. Đây có đất tem còn luôn nghe anh chị. Đó, anh chị có ốc nhái tăng xây một lần, cái xây còn sáng trưng, chân giò rất sạch anh chị. 2011 nó nặng hơn 2014 lên 6 kg lận, vì chiếc xe này rất là dày đồ. Chia sẻ với em nè, chân giò ốc nhái thì anh chị biết cái xe 6000 cây, vỏ trước vỏ sau còn theo xe hết nghe anh chị, không mất cái nào, chứ không phải em nói là khơi khơi vào đời đâu. Nắng nắng quá không thấy đường, hai cái chìa khóa còn nguyên nghe chị coi này. Chân giò ốc đĩa của nó vậy nè. Đó, cái giá tiền là 26 triệu, anh chị cũng biết rồi, 26 triệu cho mọi mẹt nghe, không miếng lỗi, không miếng cà, không miếng ngã, không miếng té, không miếng trời. Đó, chia sẻ cho em mẹt 26 triệu, anh chị mua xe rút thì nên mua này chạy ngon hơn. Và kế cận bên đây là một con rim Thái, thì con rim Thái này nói chung là đồ rim còn khá nhiều nghe anh chị yêu mình ơi.
đầu cổ bình xăng còn hết, đầu có chạm nhẹ. Mình sườn bấm điện còn hết, cái tem còn theo xe. Em báo chính xác gấp ghiếc còn luôn. Bô 1985 còn cho anh chị mình luôn. Cây bô cũng khá đẹp. Con này anh em xả cho anh chị 20 triệu đồng. 20 triệu đồng cho một em xe 59C2. Một con tim thái 7 số tem lửa. Và kế tiếp bên em là một con Accenter 135 hai càng. Thì máy cũng cực em. Chia sẻ anh chị 135 hai càng. Đó. 59X1 15 triệu em bán chị 13 triệu 500. Nếu chị tới hàng chia sẻ cho anh chị 13 triệu một em Accenter, máy chuẩn, máy chắc, bao chạy, vỏ bánh trước sau dày cu rồi máy vận hành đầy đủ, lâu lâu nổ lên con đoạn giữa, đoạn đầu, đoạn đuôi nó vui. Em bán chị chỉ có 13 năm mà anh chị tới cửa hàng để anh chị 13 triệu luôn, nói là làm. Và tiếp theo là một con 81 P1. Thì con này là một con Suzuki 2018, nhưng người ta dọn cũng hơi bị dữ anh chị, phục all engine nghe. Đó, gắt giò tôi quay. Nó dọn đẹp. Thì con xe này khá thẳng, nó đều, dọn đều, cầm Fuma, hỗ trợ chiếu sáng đầy đủ cho anh chị mình luôn. Chia sẻ con này với anh chị là cái giá 13 triệu nghe, 13 triệu tại cửa hàng. Còn rẻ hơn nữa không có, con xe này mua ở cao quá, người ta đã đi chiếc xe và anh chị cũng nhìn nhận được chiếc xe nó thẳng. Thì nó lỗ đi mất một nửa tiền rồi, thì anh chị mình vui vẻ chia sẻ với em Thái Bảo luôn. Và đây là em Vision mâm trắng 2013 nghe anh chị. Xe này tay chữ nổi nghe, 77G1. Con này em bán cho chị ở này tại cửa hàng. Là xe chưa có dọn dẹp, máy thì riêng nghe, lông vỏ bánh trước sau dày cui không xét không rỉ, nhưng dàn áo thì theo năm tháng nó có ngã màu một chút xíu. Thì anh chị mình mua chia sẻ con này, em chia sẻ tại cửa hàng cho anh chị là 12 triệu 500. Còn nếu em dọn rồi thì con này phải là 14 năm mới được, vì xe này chân riêng máy riêng, dàn lông thì không có bẻ không đâm đụng, nhưng mà nó có đầy sức một vài đợt điểm thì nó kiên theo năm tháng. Cái xe này ta đi cũng không phải là không kỹ, mà ta đi làm công việc nhưng biết cái xe này xóm em luôn này, là người ta có để ngoài trời không, thể là cái màu nó hơi bị ngã chút xíu. Thì anh chị nào thích thì em chia sẻ hoặc bán dầm em chia sẻ cho anh chị. Và sau lưng bên em là một con Jupiter V. Jupiter vái thì em, đầu có chạm máy em, xe liền lạc nha. Em chia sẻ anh chuyện Jupiter này luôn. 9 triệu đồng cho một con Jupiter V. Anh chị được tặng quà tách và được tặng đồ phụ kiện theo xe. Con này em bán chị 9 triệu đồng Jupiter V. Đó, chia sẻ với em những con xe thân tình nhất anh chị ạ. Cuối năm rồi, chốt con nào mình thấy phù hợp. Năm nay vừa đi về quê thăm gia đình chia sẻ, và sang năm mình có một phương tiện đi làm. Ok, sản phẩm được bảo hành bởi cửa hàng xe máy Thái Bảo. Giờ tiếp theo là một con filter 61G1 Dĩ An Bình Dương. Em bán anh chị con này là 15 triệu 500 tại cửa hàng. Xe mâm, xe khá liền, không lỗi màu vàng đồng. Anh chị nghĩ cái filter về bao nhiêu con là hết bao nhiêu con rồi. Bây giờ mình cập đi, mới về ngày hôm qua thì em quay lên chắc cái lại cũng đi luôn. Được là giá tiền rất hợp lý và chia sẻ cho anh chị mình rất là nhiệt tình. Một con filter mập. Đó thì hàng bỏ mẫu rồi anh chị. Bây giờ. Và tiếp theo đây. Sài Gòn Phim dịch chị Long Tiến, Pha Phim Việt Nam phát hành hân hạnh giới thiệu một chiếc Novo NVX155 phiên bản khóa xịt bách cây tại cửa hàng xe máy Thái Bảo. Một con xe này thưa anh chị, một con 155 khóa mắt cây nghe, vỏ bánh trước sau khỏi bàn khỏi cải 2017, đăng ký 2018, tất cả trên dưới vận hành đầy đủ hết, không một lỗi lầm nghe chị, không một miếng lỗi. Thì xe này em để con này bụi chứ không phải là nó bị chày đâu, em nó bụi thì em sẽ chia sẻ cho anh chị con này. Máy cực cây. Bắt đầu mình quay trở về với cái giá con nó như thế nào đây. Dán carbon nghe chị, carbon từ nắp nồi, carbon từ cái bô e và carbon tất cả những dòng carbon. Thì chia sẻ cho anh chị con này 60B8 em bán tại cửa hàng là 22 triệu 500, mua mới 57 triệu anh chị, phiên bản ABS, phiên bản đủ, vỏ bánh trước sau về vận hành luôn. Chia sẻ cho em một con này. Và tiếp theo là một con này, là một con 59IA, nó mới quá, xe mua được tháng mấy ngày, đi 130 cây số, 2022, xài toàn đèn led, phụ kiện đèn led nhà thắng chưa tăng luôn anh chị, xe còn mới 99.9%. Đồng hồ điện tử nghe, hai chìa khóa còn nguyên nghe, đèn led từ trên dưới, vít 3 mini, vít 350, hàng ra tết đài luôn. Thì chia sẻ cho anh chị con này với cái giá tiền của nó là 16 triệu thôi. Em chia sẻ anh chị 16 năm nhân bán được không trời trà đó, bán 16 triệu dịp cuối năm rồi. Đèn led nghe anh chị, vít 3 phiên bản AMS đèn led cho anh chị mình luôn, 50cc, nó mới vàng anh chị nào. Tại vì xe mới mua gần 30 triệu thì em cũng chia sẻ cho anh chị lỗ đi một nửa tiền sau một chiếc xe, thì anh chị mình cũng vui vẻ chia sẻ với em luôn. Và trở về làng quê bao dấu yêu đây anh chị ơi, một con Quay Alpha
thời thập niên Boreon 2009 cách đây đã 14 năm trôi qua đâu. Năm nay 2023 tất nhiên đã phải 14 năm rồi. Nhưng câm niềng bánh giỏ người ta giữ vẫn vận hành tốt, sáng trưng anh chị. Máy thì đầu có chạy máy rất chuẩn, tem dài, vàng áo zin, chân giò đều zin hết, tất cả tổng đồng binh. Chia sẻ anh chị một con quan pha đây. Đó, con quan pha em bán anh chị cái giá tại cửa hàng con này em chia sẻ là 11.500, 11.500 bán luôn cho anh chị luôn. Em mua 11 triệu tháng dễ thương. Mà cái dòng tem dài mà còn tem zin gì khó kiếm đó anh chị, nói thiệt. Tem dài hay là chín đúng một năm nó ra một đời đó, nó rất là khó kiếm. Một quay kiếm em là một con da nớt, là 19 năm không cần biết. Hôm nay em bán anh chị 16 triệu tại cửa hàng xe máy Thái Bảo. 61 F1. Xe này khỏi bàn cãi, máy móc riêng, đầu nào chưa rớt, em vô bà rù. Liền lạc từ đầu đến chân có trầy một vài chấm nhỏ. Vì nữ đi thì nó trong chân yếu tay mềm, nó không được hoàn thiện 100% như anh em nam mình, nó mạnh mẽ hơn. Còn chia sẻ với em một con da nớt này thì cái giá thị trường ghi trẻ cho anh chị có 16 triệu đồng, nhiều khi mua còn không có thưa anh chị. Một con da nớt nghe. Và sau này có một con lít, con mà gọi là leader. Leader thì như con xe này, con leader này thì nói chung nó không mới, nó không có đâm đụng té ngã, nhưng nó có trầy trước, người ta dắt vô dắt ra có trầy trước. Hiện nay vàng long đương tay, màu bạc, màu cũng rất là sạch sẽ cho anh chị mình luôn. Màu này cực sạch và cực thẳng cho một con xe, nhưng nó có trầy trước, em báo có trầy trước anh chị. Hiện nay nó trầy trước vậy, máy rất là ngon, máy trên đầu nồi chưa rớt anh chị. Em bán anh chị chỉ có 7.500.000. Còn nếu anh chị muốn dọn thêm em 1.500.000 thành 9 triệu một con xe hoàn mỹ và tuyệt đẹp cho anh chị mình đi lại luôn. Đó, phương tiện chia sẻ một con Leader 2010. Đó, chia sẻ cho chính xác vàng long vàng xám chưa bán dập. Đó, anh chị mua về chữa này. Như cái gầm này anh chị chở thịt heo, chở cá đi làm tất cả cái cốt anh chị coi này. Trời ơi, bỏ nguyên heo quay luôn ha. Là mình lót cái, ví dụ như cái này đi. Mình bỏ cái áo mưa vô, mình bỏ đá vô, mình làm cái thùng bia. Mình bỏ thùng bia này về đây dũng cũng được anh chị. Hay chạy tới công viên mình chơi cũng được. Nó rất là hợp thức quá cho một chiếc xe đây. Mà vô trong phòng đây. Thì con 70R1 này là một con Alac 2008, Alac bình xăng, nhưng chiếc này là em làm lại cũng rất là nhiều, tại vì xe cũ đem bán hàng là em diễn giải anh chị rồi. Mà nó cần thiết khách hàng bảo hành là như thế nào, tình thương mến thương con người, chia sẻ hết sức hết mình, cánh làm dâu trăm họ anh em, thì cần chia sẻ anh chị để anh chị thương còn ủng hộ em nữa. Nói thật anh chị với bán hàng mà, gọi là tiền miệng chứ đâu phải là tiền YouTube. Một thời gian sau YouTube đủ như không còn nữa, nhưng anh chị vẫn hỗ trợ và chia sẻ với em rất cảm ơn. Còn đây một con này em bán chỉ có 8.500.000 đồng cho một con Alac rất liền, không đâm đụng, không té bể, trầy trước một vài chút nhỏ có không đáng kể. Đó, chia sẻ anh chị có 8.500.000 đồng mua Phật, em mua còn không có nữa anh chị. Bây giờ thì mình cần ra mua cặp mâm khoảng 3 triệu mất rồi. Đồ thì rất là nhiều, thành ra em chia sẻ anh chị là trên cái nước Việt Nam mình nó không có gì rẻ mà ngon, nhưng bên em rẻ mà ngon đó. Ai giống nó rẻ mà ngon nói vậy chắc lắm. Em bán hàng thì em chia sẻ luôn. Đây, Luvis FI thì 11 triệu mà anh chị tới cái hàng để anh chị 10.500 cũng được, xe chưa rửa mới nước lạnh luôn anh chị. FI phun xăng điện tử nghe, là có giá của FI. Biển số thành phố Biên Hòa luôn. 3991 số cũng được á. Anh chị chia sẻ với em con này. Một con Vision 2018, xe không dò đạp nghe anh chị. Thẳng vậy này. Em không rửa không bọng luôn, bỏ trong này luôn, nghiêm bán anh chị tại cửa hàng ngay là 21 năm còn ship đi anh chị, trả tiền ship cho mà em mua 22 triệu của đằng tình. Nhưng mà khi em bán hàng thì cũng nói anh chị rõ ràng chi tiết cái nào ra cái đó để khỏi mất lòng nhau, và luôn luôn tôn trọng khách hàng của mình là khách quý giá nhất trong lĩnh vực của em. Còn nghề của em thì vẫn nên học chữ nhẫn anh chị ơi, không nhẫn thì người ta cũng chửi bể đầu, nhưng thôi kệ. Vì xe cũ em đâu rút được trong xe đâu, hiện tại bây giờ em thử xe em chạy ngon vậy. Em đương bán ngon cái. Anh chị dở gì anh dưới quê cho anh chị chạy cái chưa được 2 tháng hư cái bình, anh chị điện la em tự nghiệp. Tại cái bình người ta đã xài mấy năm rồi thì mình không biết ở trong đó cái bình hiện đang đương rất là ngon, chẳng lẽ để bình mới mà xe cũ mua bình mới thì quá lãng phí. Rồi, cái bóng đèn lắm thì nhà sản xuất như đạn đứt mất rồi. Nhà sản xuất người ta tính 1 2 năm lận đứt người ta bán được cái khác. Thành thử anh chị những cái nhỏ nhỏ anh chị chia sẻ bằng tình thương với em Thái Bảo nghe. Còn những cái lớn anh chị đủ như ở dưới quê, em sửa xe ở đây thì em phân giải anh chị là chỉ 300.000, nhưng thợ sửa phải 1 triệu. Bởi vì lý do làm sao? Cái người ta sửa mắc không phải. Đó là chuyên ngành của người ta, còn em chuyên ngành bán xe, hỗ trợ khách hàng là sửa xe phụ. Còn người ta làm họ anh chị thay mặt bằng, rồi lính tráng này nọ, thì người ta có phải có lời mới chia sẻ được sống, chứ đâu phải là tự nhiên cái lấy cao lấy thấp. Anh chị phải hiểu những anh em sửa xe, anh em cũng không phải làm gọi là mắc đâu. Nhưng mà nếu anh chị chiếc xe có bị sự cố nào, anh chị mình làm, thì cứ chia sẻ mình nặng á, thì anh chị gửi số tài khoản của bên em chuyển cho anh chị 50% số tiền anh chị đã làm. Còn đó là thật lòng bên em bán hàng, em cũng nói câu nói chân tình nhất của đời em. 93 C1, con này Novo 6, em dám tuyên bố anh chị ai bán con xe như vậy mà 13 triệu em tặng anh chị một cây vàng nè. Xe nó đẹp như vậy nè, lộng lẫy tình đời, máy riêng đầu chưa rớt anh chị, nó thẳng tưng. Em bán có 13 triệu cho em một Novo 6 này. Nó tùy theo giá 11 triệu vẫn có xe mà không được cũng vậy đâu. Mình chỉ bỏ vô 5 triệu nên chiếc xe cũng không ra xe mà cột cũng không ra cột nữa. Gấu không ra gấu nữa, lỡ giữa lương ương chẳng thà mua xe thêm một chút tiền tốt tốt chút mình chạy luôn. Nhưng con này thị trường phải là 15 triệu như hôm nay. Đặc biệt, tất nhất em cũng xem xả giảm giá cho anh chị mình. Và đây tiếp theo là một con này là giấy đi đường ấy. Em bán chị là một con này là một con Satria đầu chó. Satria đầu chó, máy thì em ru, máy xì bo đó anh chị, máy xì bo đó, tính xấu máy xì bo. Nhưng giấy đi đường chỉ có 24 triệu thôi.
xa chia đầu chó nghe. Anh chị đam mê thì chạy những vùng ven, em chỉ bao anh chị bao tranh chấp nghe, em cứ báo trước rõ ràng cho anh chị mình cùng tham khảo chia sẻ với em. Còn như con xe bao này thì nói chung là 300 triệu thì tất nhiên hải quan chính ngạch anh chị. Hải quan chính ngạch thì 300 triệu đó, em nói thiệt là con nào cũng có giá của con đó hết. Tự là một con này mười mấy con mới được một con kia thì máy cũng giống như nhau, nhưng giấy tờ là chỉ bao tranh chấp thôi, còn con này hải quan chính ngạch, chia sẻ cho anh chị luôn. Rồi tiếp theo một em Elizabeth cảng bự 2011 nghe, cảng lớn ngồi nó không có tụt anh chị, cái cảng này cảng lớn đời sau này em phân giải anh chị hiểu này, còn cái cảng kia là cảng nhỏ nó cũng như vậy luôn, nhưng cảng nó trịch đất, người ngồi sau nó rất là dễ đất đằng sau. Thì con này 70L1 này 01014 là con này em bán chị 5 triệu tại cửa hàng, cái máy ngon là thi thầm mùa xuân anh. Anh chị mua con này chạy đi, em chia sẻ con này. Còn con như con đây anh thấy chị nó em rú rú nghe, dàn lông thì không có trầy xước nhiều, một vài chấm nhỏ. À, đi làm đi chợ đi búa ngon vỏ bánh trước sau về cùi. Mua ở xe nó nghe rẻ lắm. Trời ơi có 5 triệu về thay hai cái vỏ 1 triệu có thành 6 triệu, thử là cái nào em nói vỏ mòn em sẽ tặng quà chia sẻ cho anh chị luôn. Đó như con Biago Fly này. Em bán chị 3 triệu rưỡi 4 triệu gì em bán luôn này. 4 triệu 3 triệu nó máy em ru anh chị. À Fly Biago. Em nói nhiều khi cần đi mua cái mâm mua bình xăng bằng chiếc xe mất tiêu. Nhưng mà chia sẻ máy chạy ngon nghe. Em bán chị con này 4 triệu đi. Em mua 4 triệu 7 đó nhưng bán 4 triệu cái gì làm ăn phải có lời có lỗ, mình phải biết xả biết chia sẻ với khách hàng của mình chứ không phải nói chuyện khơi khơi. Một con sáp 60Y4. Con này em bán cho anh chị là 7 triệu đồng tại cái hàng xe máy Thái Bảo. Máy chiên cực kỳ nghe nổ, em rú bà rú. Dàn lông thì không mới, nó theo 5 tháng hết, không bể, không đâm đồng nhưng rất đều. Máy em rú một con sáp là gọi H Đà Loan. Anh chị mua con xe về chạy đi công trình đi đường xa chạy rất là ngon. Cái máy giữ như con hổ, em nói thiệt em nói xạo. Em bán hàng là cái gì ngon nó ngon mà dở nó đắp cha cho đầu đi. Đỡ nhất cái đầu. Mình là dân miền Trung, ăn cay ăn mặn nhiều rồi. Mình thử ăn ớt nhiều rồi, thử là cái gì nói thẳng đừng để cho người ta cắn ớt. Hại người ta hay lừa người ta không phải người ta không biết, nhưng người ta không nói ra thôi. Chứ còn thật ra trong tâm mình sống tự biết hay tự không là tự mình giải quyết, từ cái lương tâm cái đáy lòng của mình thôi. Thế là họ chữ tâm làm sao tối về ngủ gắt tay em tráng hỏi chữ tại sao mà mình làm những việc đó mà mình không hiểu chữ tại sao, hỏi lương tâm mình trả lời không được. Cũng như là anh chị hỏi tại sao chiếc xe bán gì tốt hơn, anh chị hỏi chữ tại sao em cũng không biết hỏi tại sao là vì sao nữa. Giá ít nên gì, giá ít 59D3. Con chiếc ít này là 20 triệu bạc, trời đất ơi, em nói thiệt anh chị mua quanh pha. Nói chung xe thì khá thẳng đầu đô đồ rít chi thẳng tân, đầu có chạm nhẹ. Còn nếu chị anh chị mua một con quanh pha dọn hiện nay đi, là mà mua một quanh pha dọn thì con này hôm nay em bán chị 19 năm luôn. Giá ít nghe, đồ còn hết không mất món gì, đầu giảm mất vẫn trong vẫn ngoài. Đó chia sẻ anh chị bọn giá ít. Như con sáp đó anh chị. Cái vỏ bánh người ta thay cặp vỏ không triệu mấy anh chị mới can. Vì mình chạy luôn mà đâu có làm gì đâu. Còn đây Liberty thì mua mới thị trường là 70 mấy triệu. Chứ không phải là 7 triệu mấy mà hiện nay giờ em bán con xe này với giá anh chị là 11 triệu 500 tại cửa hàng Thái Bảo. FE phun xăng điện tử, vỏ bánh trước sau như mới, xe liền lạc, có trầy một vài chấm. Còn xe không có té ngã, không đâm đụng em bao anh chị luôn. Bán cái gì ra cái đó, nói thật với lòng mình. Mình cảm thấy không thẹn. Một khi mình thốt lên lời cái lỡ chân gượng được anh chị, lỡ miệng gượng không nổi. Mình thật nó khó lắm. Trượt chân thì đứng dậy mà trượt miệng một lời nói thì nó sai đi. Con này em bán 14, em giảm dựng 11 năm, giảm 2 triệu rưỡi con xe nổ máy như xe điện. Rồi tiếp theo là một con leader, đúng leader anh chị, 61Z1 này, 2009 gì đây. Leader, con này em bán chị khoảng cỡ tầm 8 triệu rưỡi tại cửa hàng xe máy Thái Bảo, chia sẻ với anh chị luôn. 8 triệu 500 thì muốn mướn nước lấy cái tâm có đây. Em tống cái hơi ra cái. Đó, nó theo 5 tháng. Cặp kiến mà vẫn còn gì, bỏ máy quên pha đẹp lắm chị. Nó xài chung á chị, nó còn khá chừng cái chuyện bông vớt kìa. Đó. Liền ra. Máy em ru. Về chạy. Đó, thấy chưa? Anh chị thấy như vậy thì mà hợp lý hơn không mình mua. Để anh chị 8 triệu, 8 triệu rưỡi để bán tắt tần tật luôn. Ai mua thì em chị sáng đẹp lắm nghe. Không phải em ngồi xuống tâm sự anh chị nhìn cái chân cây này. Nó riêng cái đây anh chị này. Ốc nhái nó tạm chỉ từng con từng màu còn hết nghe, chứ không phải là cái dàn lông không nhiêu tiền hết. Còn cái quan trọng cái máy mới chắc cái dàn chân của chiếc xe thôi. À, quay lại anh chị coi này. Đó. Nó thẳng đờ. Một con lít. Lúc nào mình vô ai mua bò em bán bò luôn cho. À, đây con bò. 93F1, một con Alex đầu bò. Thì cái giá sàn nó là 13 triệu 500, nó thẳng chị xe cứng. Nãy em quay đầu tiên chị coi thấy không, con đầu bò em bán chỉ 11 triệu thôi. Nó có trầy xước nhiều, máy cũng dinh. Nhưng mà tiền nào của đó Việt Nam mình chất lượng em chia sẻ anh chị rồi. À, màu đỏ đen nghe anh chị, đỏ đen. Rồi con này 13 năm. Còn con này thì nó cứng hơn. Nãy em quay em vừa coi con dưới kia là có 8 triệu rưỡi thôi. Alex 208 bình xăng cơ, mà con này cũng 209 bình xăng cơ. Nhưng mà con này bán chị 10 triệu. Nó cứng hơn, nó thẳng hơn. Anh chị em sẽ kết bạn Zalo cùng em chứ không thể diễn giải hết và diễn tả chiếc xe trong một thời gian 3 phút. Thì em qua có 10 chiếc hết 30 phút rồi thì không còn thời gian để tâm sự chia sẻ cho anh chị bằng chiếc xe này.
Bên này là một con Alex đầu bò, gọi là Alex đầu heo đi. Rồi, đầu bò 61E1 cũng là 13 năm, nhưng bữa nay cuối năm rồi, sale sẽ giảm giá cho anh chị luôn. 79R15 lộn, R2, nó là 15 nó mình sống luôn rồi. 79R2 nè anh chị. Đó, con này em bán chị 18.500, Alex Lan Thái nguyên con đẹp cực kỳ, FE phun xe điện tử máy chinh. Cái máy anh chị đang chị chạy một cái nhớ em cả đời. Em thì bán hàng ở đây em nói thật, cổng sạc đầy đủ nghe, xe làm cổng sạc luôn cho anh chị nghe, cổng sạc điện thoại đầy đủ nghe. Còn chiếc xe thì em nói nó thẳng thì em dám nói thẳng nó không có mới keng. Nhưng mà theo năm tháng xe rất đẹp, nó đều lắm, nó đều thật sự. Còn bây giờ anh chị mua thử con 2010 14 năm 15 triệu anh chị dọn lên Thái dọn không nổi. Đúng đèn Thái luôn anh chị, đúng đồ Thái, đúng áo Thái luôn nghe. Nè. Tem đất bằng nạ còn tem Thái luôn, chuyện này là ở gần em quay sát màn hình thì anh chị thấy vậy. Nó bụi với em chùi đâu mới tin. À, nó bụi thì những cái máy của em quay vô sát là học những hộp cát anh chị cũng sẽ thấy được chi tiết. Rồi, bữa nay thì một con này là cái gì đây? 60F1 thành phố Biên Hòa. 14 năm, bữa nay bán chị giảm 2,5 triệu, còn 12 triệu con em Blub Suzuki, máy móc em Ru, bình đề đầy đủ, vận hành từ Alex chết bị thương. Anh chị mua đồ bò thì anh chị chọn con này chạy cũng ngon, cái máy bảo hành chị 1 năm hết nha. Ở đây là cái nào tan tàn hết á, chia sẻ anh chị mình luôn. Litchi Coco, Litchi Coco. Con này mấy cô mấy chị đi được này. Đó, 54M5. Con này thì nói chung là 9 triệu rưỡi thì anh chị thấy nó mắc nhưng không phải là mắc. Tại vì con này là máy móc riêng đầu chưa chạm. Thì lông lá còn riêng theo xe. Thì tất nhiên phải có giá thị trường là 9.500 rồi. Còn con xe dưới sình dưới xài dưới đo âm phủ lâu lên thì em bán chị 6.5 triệu cũng được, nhưng về chân cẳng lắc lư đầu chạy không được, nói chung máy keo khè khè. Ba bữa thì làm sao mà bảo hành trên chị đường, thôi em bán cái đồ không chuẩn. Tại vì nữ đây đa số đi làm đi công việc thì mình chọn những xe nào khá tốt, coi như là nó khá cứng cứng chút đi, người ta nó ráng bật thang thứ năm này lên ráng bật thứ sáu để cho xe chuẩn hơn. Thì em cũng chia sẻ anh chị rồi, chứ bán tầm bạn bạn nó bảo hành nó bảo hơi hơi là không có được đâu. Và đây là MCT, một con City 53X3, đúng 8.8 triệu em bán em không giảm được đồng nào nữa. 1100 13 đầu phục hơi, máy móc em Ru, dàn lông dàn lá thì anh chị biết xe chở hàng thì không có được mới ken nhưng mà nhìn ấy đâu. Nhưng mà 13 đầu chi tiêu phục thì anh chị cũng phải là ok rồi, chung dò gà dẫn dậu đang bán 90 triệu rồi. Em bán chi tiêu phục cho anh chị 13 đầu, đầu cổ chi tiêu còn hết, bô e cần cổ bô gió đâu còn luôn nghe. Máy cực chuẩn, bao anh chị bảo hành cho anh chị chở hàng luôn đó. Là con này em bán chị là 8.8 triệu không báo được nữa. Và tiếp theo là một con Leader 2010 nghe anh chị. Con xe này khá đẹp luôn. Đăng ký trẻ 2011. Con này là màu vàng đồng, nói chung là chấm chấm đốm đốm buộc lẫn phải như có tay. Còn dàn chân dàn ốc ok anh chị coi mấy cái lò xo chân trống này đó, đồ em quay sát đắt dơ dơ nhưng quay anh chị coi luôn. Vỏ bánh dày cui. Con này em chia sẻ cho anh chị là 9 triệu rưỡi tại cái hàng 9 triệu bán anh chị 9 triệu chia sẻ anh chị luôn. 9 triệu đồng một con lít đời thì em mua còn không có, nhiều khi tụi em nói sang cho em phải vừa phải 10 triệu rồi. Thì em có tâm sự hết đồng với khách hàng mình, mặt trước cũng còn dễ thương lắm nghe. Khá liền xe không té không đâm động, có trầy một vài chấm nhỏ vì nữ đi. Em chia sẻ hết anh. Và trở về đằng trước này em đã review anh chị những dòng xe ga xe số xe tầm lâm có hết, chia sẻ rõ ràng cho anh chị luôn. Rồi tiếp theo ở đây là một con này, anh chị biết con xe gì không? CBR150 hàng Honda, xe đi đúng mua mới 80 mấy triệu anh chị, mà xe đi đúng hơn 10.000 cây số. CBR của em đây, nói chung đam mê mô tô thì con này mình chạy cũng là vừa, chia sẻ cho anh chị luôn con CBR 61F1 ngay chảo luôn anh chị đó. CBR giờ 43 triệu anh chị ơi, lỗ 40 triệu 83, anh mua đúng 83 giấy cầu anh chị, em cho anh chị coi luôn đó, chia sẻ với em luôn một con CBR kiến bật nghe. Xếp của like anh chị muốn bật ra vô rất dễ. Giống như bò gãy sân đó. bên này cái sân đó, anh chị đam mê máy là cực chuẩn rồi, hơn 10.000 cây số anh chị cũng biết nó như thế nào rồi. Vario 2021 đó, anh chị coi chiếc xe này, con công tay em đi học á, nhưng mà hắn đi chiếc nào về nói chung đi là ok. Em mới thay cái vỏ luôn cho hắn đi chẳng đàng hoàng, nhưng mà em qua em bán luôn chia sẻ anh chị con 61C2. Cái con này thì thiệt anh chị em bán phải 41 triệu mới bán được, tại em mua 43 triệu, nhưng mà đường nào phải bị lỗ rồi. Mình có xe qua Vario 150 nha anh chị, nếu lấy 125 mình cố gắng lên 150 chạy ngon hơn. Còn đây như con này thì em cũng nói chị là mấy con xe đẹp đẹp của em 2000 cây số mà ngoài Center 60V7 này em bán 41 triệu, anh chị nào đam mê thì chia sẻ với em nghe, chứ còn diễn giả anh chị con ốc vậy nè. Xe chưa tăng xe nha anh chị, em để một ốc thôi chị biết cái xe nào, không cần phải quay mà chi tiết nhiêu đó. 2000 cây số
Tiền có gì kiếm xe không có, em chia sẻ anh chị đó. 2014 chính xác luôn. Hồi nãy con 21 mà đầu tiên em qua em bán là 26 triệu là con đó đi 6 ngàn mấy 7 ngàn. Ừ. Còn đây là một con này. Winner X. Nói chung chạy đường xa cũng rất là ngon. Nhưng con này thì tưởng hơn 20 triệu chứ mấy. Nhưng mà ở biển số thì em mua về em để em chơi. Anh chị nào đam mê thì chia sẻ với em. Đó, 66K1 39139 thằng tài nhất thằng tài. Đó anh chị chia sẻ với em con xe này. Máy thì khỏi bàn rồi. Ừ. Và đây là một Alex Việt Nam Lan Thái nha anh chị. Việt Nam Lan Thái 2010. Nhưng xe khá chuẩn khá thẳng, máy móc em ru không nói tiếng động. Bao anh chị chạy luôn. Con này anh tới anh chị tới cửa hàng này em để cho anh chị con này là 17.500 em bán luôn. Nay là xuân về Tết đến rồi. 17.500 một con Lan Thái vậy mua cũng khó có anh chị nghe. Mà em chia sẻ cho đàng hoàng của anh chị mình luôn. Con đây là một con BS thì cái con này là 59H1 em bán chị 27 triệu em bao giá sàn cho anh chị luôn. Vỏ bánh trước sau, chân vỏ anh chị coi này, xe nó mới tinh. Anh dọn con xe này anh gửi cho em bán đó, anh dọn nhiều quá. Quá nhiều rồi. Nó mới tinh, sơn tĩnh điện ngay hấp tĩnh điện cho anh chị luôn vì lâu ngày anh tài từ dàn sám dàn bông tay cầm tay gu. Không một miếng nào hết cho anh chị luôn. Ốc đĩa ốc giò trước sau, như ốc gì to nhất? Đây, hỏi ốc gì to nhất là ốc đảo anh chị chứ không phải ốc xe đâu. Ốc xe, ốc bưu, ốc hương, ốc gì cũng không to bằng ốc đảo hết. Đó, nhưng ốc này đẹp như con ốc đảo luôn. BS. Và sau lưng em là một cặp Vario. Vario thì đó cũng một mà gì mình mua sau cái giá nhẹ hơn. Thì con này là 42 triệu bán chỉ 38 triệu thôi. 66B1 xe Đồng Tháp này, 150 hết nghe anh chị. Ở đây em bán đa số 150 155 thì chạy nó hơi yếu hơn chiếc màu đỏ nhám cho anh chị luôn đẹp như lộng lẫy. Còn con này em bán cho anh chị này, 43 này em giảm còn 37.500. Đó, con này là nó là cũng dạng là ken rồi nhưng cũng xe trên xe có một vài chấm nhỏ. Có trời, số xài thành, ở đây không cần xài thành, nó Sài Gòn gì hay là tỉnh gì, cái xe nào mà hợp thức quá giá cả là em đem về chia sẻ cho anh chị liền. Còn Alex Thái như vậy thì anh chị biết rồi, 39F3. Thì cái con này á nó 2010, nó 06 đồng. Từ 06 giật về là xe chuẩn nguyên con nha anh chị. Qua 0708 là đây. 0708 là áo này. Anh chị thích chịu. 0708 áo này nó thành áo quan sơn rồi. Áo này là áo vôi không phải theo xe. Còn màu này là đúng theo xe cho anh chị luôn. Con này có 60 triệu. À, một con này anh chị mua 100 triệu cũng có nữa, 150 cũng có nữa. Và con này mua 30 mấy triệu cũng có nữa nhưng tầm này là vừa chuẩn. Nói chung xe khá đi hai mấy ngàn cây. À, xe thẳng coi cho con thấy này. Còn con bài này cũng đẹp cũng vậy luôn mà tại sao được giá hơn chút xíu có 55 triệu thôi. 61 gì một chị em. Con này 55 triệu nha anh chị. Đúng màu, đúng xe, đúng người, đúng tôi. Và đây em chia sẻ anh chị một con AB mất cứu 105 màu đó. Xe này để em bán chị cái giá 20 triệu tại cửa hàng. Vì xe mà 20 triệu có anh chị sẽ lấy mạng thấy mà. 17, 18 đó có đầy. Nhưng quan trọng ai là người đứng là bảo hành cho chị một năm và chất lượng như thế nào và làm sao em cũng nói hết tình thôi. Chứ còn gì bán xe cũ thì mình diễn giải nhanh cho khách hàng mình chia sẻ đó. Còn anh nào có một cô gái đến từ Triều Châu này, rất đẹp, Phạm Băng Băng anh chị ơi, đẹp như Phạm Băng Băng luôn. Nè, 60F3. Con này 1200 cây số 2010, vỏ trước vỏ sau gây gió cọc. Vỏ trước vỏ sau gây gió còn này. Hai chìa khóa còn. Đúng 1200 cây số cái xe mới như thiếu cái thùng. Qua bên này thì cũng có những dòng xe lạ lạ cho anh chị mình tham khảo chia sẻ. Thêm vô trong làm con Grander trước đây. Yamaha Grander phiên bản đặc biệt cho anh chị mình luôn. Màu xanh nhám. Và đây bán anh chị nhiêu đây ta? Bán chị 20 bạc. Tiền ship chị trả nghe. Xe khá thẳng nghe anh chị. Máy cực chuẩn. Và cực bụi trần luôn. Grander. Và tiếp theo là một con đầu bò 13.500. Con này khá cứng nghe anh chị. Bò 11 triệu cũng có, 13 năm có, anh chị vui lòng chia sẻ thương Thái Bảo thì chọn giá, góp ý ủng hộ cho em. Tất cả số 995 của em có gì anh chị cứ chia sẻ em, làm cảm ơn chị rất là nhiều. Tiếp theo là con Vision 59X2 này, hôm nay em bán chị 24, em giảm còn 21 triệu anh chị. Nói chung là xe nó đẹp, tiện thẳng tưng vậy anh chị. Đó, em bán 21 triệu Vision phiên bản này nghe anh chị. Còn đây H-Model này, 68G1. Con này em bán chị 35.500 tại cửa hàng. Không có trài, cái cản có trài nhẹ nghe anh chị, cái cản này một vài chấm, còn xe thì cũng đều lắm, khá đều khá thẳng. Bụng bẩn da bò xe gọi là chuẩn lắm chị nghe. Màu xanh, cũng hốt lắm. Nó vừa thôi, gọi là không cột.
ở chỗ này có tay một chốm nhỏ nhỏ gì đó, em quay đó rõ ràng cái máy của em đưa sát là vấn đề bằng cái con kiến em quay trở thành con ta con gà nó to vậy, thì cái máy của em đưa vô lẫn rất là thật, không có quay ảo. Rồi model, rồi phiên bản giới hạn 95E1 30 triệu Vision mâm đen, phiên bản mâm lớn á, thì em báo chị phiên bản mâm đen mâm lớn thì anh chị biết rồi. Mà này hốt sắm chim ăn nó vậy. Chia sẻ với em con này, em báo chị mâm lớn nghe, vỏ còn mau. Rồi con này 30 triệu, anh chị thân thương thì tất cả em bắt 500 còn 29 năm bán luôn. 19 xe một con này để anh chị 19 triệu luôn. Con xe Vision em nói chuyển thẳng ở đây mà 19 triệu đồng cho em Vision màu đen, xe khá đẹp à. Tiếp theo em là một con 79N2, con này 2020 hàng bỏ mẫu phiên bản cũ, xe có một vài chấm tài nhỏ nhưng nó riêng toàn tập cho anh chị luôn, quá xì mít cây. Con em bán anh chị là 27 năm tại cửa hàng lỗ lắm, lúc mua 30 triệu đó anh chị à. Quá xì mít cây, anh chị chia sẻ mấy con xe này với em anh chị chạy cái nghe mê hồ luôn. Đỏ nghe, bản Sport lốp đen. Rồi em Vision thì em để anh chị 20 triệu luôn, bán xả luôn cho anh chị luôn. Cái Vision hôm nay em mua 21, 20, 5 em bán tại bán có lời có lỗ, có gì bán có này, tại sao cái kia mình lời cái này không lời. Đây tiếp em là một em Vision, đây là phiên bản mới 2022 85G1. Con này nói chung xe thì đời này anh chị cũng biết là nó đẹp, chuyển thẳng tưng rồi. Rồi chia sẻ với em luôn. Rồi con này để chị 28 năm, 28 năm cho con Vision. Đây một lát mắt cú thì con này em chia sẻ với anh chị 60B8 em bán đúng cho anh chị con này 20 triệu, tại vì con xe này đi 21.000 cây nghe, chuyên toàn tập dàn áo có một vài chấm tài, con xe chưa động một món gì trong xe đó. 125 mắt cú tắt máy 3 giây. Và kế tiếp anh em là một con Alex 59x3, anh chị bán rồi, đây đặt cọc 5 triệu đó anh Hoàng, có đặt cọc 5 triệu đồng trên một chiếc xe này à. Rồi lên bắt con gà lên nóc nhà, cái cản vậy anh chị này có tài không làm cản tài nghe, anh chị muốn làm cái gì em làm hỗ trợ cho 6801 xe Kiên Giang phố cũ người xưa tình yêu của tôi à, bây giờ chia sẻ cho anh chị này 25 triệu à, 25 triệu một con Alex màu trắng đen xám, xe cũng khá sạch, đèn led. Rồi và tiếp theo là một con Alex Thái, Alex Thái thì dàn máy thì zin, dàn lông có bắn dầm lại cho nó đẹp nghe anh chị, 59x1 em bán 22.500 cho anh chị một Alex Thái bình xăng cơ à, Alex Thái chi tiết em cho anh chị coi rõ ràng hơn. Và tiếp theo bên em là 61Z2 à, con này em bán cho anh chị như 15 triệu Alex 2010, dàn lông có trài chấm một vài đốm máy zin, bao xăng bao sàn bao giá cả cho anh chị mình luôn. Thì em ra phân giải rồi, cứ thấy chỗ nào rẻ hơn thì mua dùm em, còn thấy thương em về cái chất lượng của em bảo hành chị một năm thì anh chị cứ tới cái hàng xe máy Thái Bảo, em tận tình chia sẻ hết mức hết tình. Và cảm ơn anh chị đã chia sẻ cho em rất là nhiều trong dịp cuối năm nay. Thì anh chị tới cửa hàng thì dù em cũng nói rồi, anh chị có mua xe của em hoặc là không mua và khách hàng của mình cứ tới, em vẫn có phần quà tặng cho anh chị trong dịp cuối năm nay. Nói chung là hỗ trợ hết mình hết tình thôi, chứ làm ăn năm nay cũng ế ẩm lắm anh chị ơi. Rồi thôi cái gì cái mình cũng vẫn chia sẻ khách hàng của mình hết. 93E1 mua 9 triệu cho một Alex mắc cú đó, anh chị coi nó mới như vậy nè. Nó thẳng băng em bán 19 triệu mới gì đó, anh chị mình về đây vi vu tình đời. Rồi qua bên này thì cũng còn nhiều con lắm. Như dòng xe lít này thì em bán chị 20, xe này bán chị 27 triệu, 61G1 kỹ an quá chị bách cây phiên bản tin le phiên bản mới nhất bây giờ em bán chị đó 27 triệu. Còn con này biển số Hậu Giang là chị 95B1, một cái xe đẹp nó thiệt anh chị. Con xe này em để anh chị 21 triệu, mà anh chị mua cái xe này đó em chỉ anh chị coi phân giải 21 triệu một con lít màu đỏ bản đẹp thì không một vết tay, 155 tắt máy 3 giây. Và kế bên em cũng là con này cũng khá dữ luôn, em bán chị 19 triệu 61D1
Tại sao nó 21 và 19? Phân giải chia sẻ với em anh chị ơi. Cản bọng đầy đủ xe liền lạc nha. À đến giấy chết bị thương em bán anh chị đó. Có 19 triệu thôi. Là tiếp tục một câu này. 60B2. À, anh thấy 25 năm không? Em bán chị 22 triệu em lỗ luôn. Có màu xanh màu huyền thoại, đẹp cực kỳ nha. Màu xanh là hy vọng đó anh chị. À, 125. Nói chung xe không có lỗi gì hết. Anh chị mua thì em chia sẻ đó. Còn con này 2021 nó quá mới. Quá xì mất cây, xe chạy 4.000 cây số anh chị biết. Nó mới cực kỳ. Đó là cái giá 33 triệu Long An. 36 giảm 3 còn 33. Tức cái cản mà kêu một vết luôn anh chị ơi. Phương thì anh chị coi xe mới hiện ra là bao nhiêu. Nếu anh chị chăm mê cảm thấy lợi nhuận cho bản thân mình và lợi nhuận thì mình chia sẻ với em con này 4.000 km nghe anh chị. Bọc keo nguyên con, tình trạng xe không lỗi. Đây tiếp theo là 71B4 này. Em bán chị 26 triệu. Vigo X anh chị, Vigo X, Yamaha Vigo X. À, không miếng lỗi luôn anh chị nghe. Quá xì mất cây. Cổng sạc đầy đủ. Đây kiến toàn. Đồng hồ điện tử. Này Vigo chứ anh chị biết đâu, nói về đồng hồ điện tử chơi Vigo thì có sẵn luôn rồi. Chia sẻ với em thấy bảo đó, Vigo nghe anh chị. Hàng bỏ mẫu khách hàng rồi anh chị ơi. Vigo, sau Vigo đến Vario. Đó, Vario thì em bán chia sẻ với anh chị yêu mình cái giá là cũng phải 42 triệu anh chị. Là 41 triệu em bán luôn. Em làm cái đồng luôn. Xe còn mới lắm nha anh chị, mới trắng luôn nha, chứ không phải là thứ mà dập dập cù cù ghẻ ghẻ ra nè. Anh chị coi chân giò chứ nên trống ngoài hôm qua anh chị dễ coi luôn này đó, rất là mới nha. Xe mới cực kỳ đó. Chia sẻ cho anh chị con này đời cao lắm nha anh chị. Con này 2021-22 gì luôn rồi anh chị nghe. À, em nhìn xe em biết con còn mới quá đi ít lắm. Chứ còn nữa, chân giò nó mới vậy. Thì em bán chị 41 triệu 500. 41 triệu em bán luôn. Đó anh chị coi nè. Nó mới lắm. Tiền đó nó mới, tiền nào của đó thôi. Rồi con này cũng 95E1 Hậu Giang luôn. Em bán chị con này 20 triệu. Màu vàng kem, xe khá thẳng, có tài một vài chấm. Xe cũ thì không thể tránh khỏi rồi. Nói chung là máy bay, bay trên trời còn cũ không gì xe đi dưới đó. Em chia sẻ anh chị vậy luôn. Rồi tiếp theo là con 77E1. Rồi con đen nhám bán chị 32 triệu. Mua 35 bán lỗ 3 triệu chơi. Đen nhám nghe. 2021 phiên bản cuối nha anh chị. Có mít cay. Đó. Bán lỗ là cái lỗ sập sàn, nó mất sập nhà luôn. Rồi ra anh trước thì em chia sẻ anh chị những con xe này. Thì cái giá có chung chung như Click Alex 2010 thì tầm 14 15 triệu, 16 triệu có xe rồi. Vision. Đầu bò, đầu heo. Đây. Đây là một con bét này 69 chị ơi, Honda này, mua mới là 39 triệu nha. 69B1. 25 em bán chị 23 triệu. Thiệt tình em bán chị 22 năm. Honda nghe, rất dễ thương. Gọn gàng, nhẹ nhàng, nhỏ nhắn xinh xắn. Đó, chuẩn cho anh chị yêu mình luôn. Thì nói chung là thời lượng là còn rất là nhiều xe, cũng còn khá nhiều. Bên cửa hàng ai cũng còn rất là nhiều xe, như là Winner, Jupiter, Future, tất cả các loại. Rồi X siêu nhân là tổng cộng bên em nói là rất là nhiều và nhiều. Đó, dòng xe thông dụng phổ thông anh chị em đi làm, từ trong nhà cho tới ngoài núi luôn, nhiều lắm. Anh chị mua xe nào thì cứ alo vui vẻ chia sẻ với em luôn. Em để hỏi có xe đó không, có em phải báo trả lời cho anh chị là có. Thì thôi nói chung là bây giờ là anh cũng hết thở nổi, nó không hết lời rồi. Thì nói chung quy là thôi cuối cùng thì cho em Thái Bảo thay mặt cửa hàng gửi lời chúc đến quý anh chị bà con cô bác trên mọi miền đất nước mình. Một lời chúc mạnh khỏe, một lời chào thân thương và tôn trọng nhất trong dịp cuối năm của 2022, làm ăn gặt hái được nhiều thành công. Và cái đầu năm Tết Dương lịch của 2023 thì anh chị mình an lành, ban gia đình hạnh phúc cùng người thân. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong clip tiếp theo trên kênh YouTube Xe Máy Thái Bảo. Và không quên chào anh chị và không quên chia sẻ con anh chị. Nếu thương Thái Bảo chọn xe nào anh chị cứ đăng ký kênh chia sẻ cho em, anh sẽ nhận được một chiếc xe ưu tiên nhất. Em xin chào và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.